Phong Tỷ Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong tỷ của Phong Tỷ Thái Nguyên. Trong ngày hôm nay thì Phong Tỷ Thái Nguyên chúng tôi sẽ xin chia sẻ tiếp đến các anh chị những cái hạng mục tiếp trong bộ hồ sơ phong thủy để sao cho quyết định đến yếu tố làm nhà sự cửa các anh chị trở nên hạnh phúc nhất. Và thông qua 6 phần đầu tiên với các hạng mục liên quan thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi tiếp vào hạng mục thứ 7 và thứ 8 trong bộ hồ sơ phong thủy này. Và từng bước các anh chị sẽ hình dung ra một yếu tố tổng quan của một bộ hồ sơ phong thủy nó giải quyết những vấn đề gì đối với ngôi nhà các anh chị gặp yếu mạn. Và ngày hôm nay thì đối với hạng mục thứ 7 và hạng mục thứ 8 chúng tôi xin phép chia sẻ để các anh chị nắm được. Hạng mục thứ 7 trong bộ hồ sơ phong thủy đó là liên quan đến cái phương án trấn trạch, kích hoạt cái vận khí trạch đất cho gia chủ. Các anh chị biết rằng là đối với một ngôi nhà, đây là cái phần liên quan đến hạng mục trấn trạch được thể hiện trong bộ hồ sơ phong thủy. Như các anh chị biết rằng là trấn trạch là cái phương pháp để mà chiêu long tụ khí giúp mảnh đất của mình nó sinh vượng, đúng không ạ? Vững khí, kỵ tà cũng như là tránh những cái hung khí nhập long thì giúp cho các công trình chúng ta nó trở nên là vững long, giúp cho phù long tương chủ nó trở nên là tốt nhất. Các công trình mà xây dựng xung quanh nhà như đình, đền, chùa, miếu, phủ hay là những cái nơi mà âm linh hay là có nhiều cái uế khí nó xâm nhập ngôi nhà chúng ta đến cái vấn đề liên quan thì chúng ta quan tâm rất là nhiều. Và phương án hóa giải như thế nào thì nó cũng sẽ bằng cách là chúng ta sử dụng cái phương án liên quan đến trấn trạch để mà giúp tụ khí hóa sát và đặc biệt hữu hiệu cho những cái phương pháp để trấn giải những cái yếu tố về âm linh hay u linh để trái đất chúng ta trở nên bền vững. Thì cái việc trấn trạch nó giúp cho ấm lòng tương chủ cũng như là mang lại cái vững lòng cho trạch đất chúng ta, đấy là điều vô cùng quan trọng. Thì với cái việc mà liên quan đến cái việc trấn trạch như này thì các cái pháp khí trong bộ trấn trạch hay những cái phương án trấn trạch như nào nó đều thể hiện rất rõ trên cái biểu đồ trấn trạch như vậy, với cái mặt bằng tổng thể phần móng của nhà anh chị, các cái vị trí trấn trạch như thế nào, thời điểm nào có thể trấn trạch được và những nghi thức nghi lễ như thế nào để có thể thực hiện việc trấn trạch này thì đội ngũ tư vấn của Phong Tỷ Thái Nguyên cũng sẽ hướng dẫn các anh chị một cách chi tiết. Như vậy về chung các anh chị sẽ có thể nhận được đó là thứ nhất là phương án liên quan đến trấn trạch. Phương án liên quan trấn trạch như chúng có nói đó là sử dụng những pháp khí gì, những cái vật phẩm gì hay những cái linh vật gì thực hiện cái việc nghi lễ trấn trạch này, các cái bước, những cái nghi thức để thực hiện trấn trạch nó ra làm sao, thế chúng ta sẽ sử dụng những cái phần văn khấn nghi lễ nào trong việc trấn trạch, ai sẽ người đứng ra trấn trạch, năm tháng ngày giờ nào để tiến hành trấn trạch, rồi là những cái vị trí và các cái bố trí quan trọng trong cái việc sử dụng linh vật trấn trạch này như thế nào thì nó được thể hiện thông qua cái việc cái mặt bằng liên quan đến trấn trạch như thế này. Như các anh chị biết rằng là cái yếu tố mà trạch đất nó vững thì giúp cho cái yếu tố về vượng khí của ngôi nhà được đẩy lên, và thông qua đó cũng chính những việc chúng ta hóa giải những cái tạp khí và hung khí đến với ngôi nhà chúng ta, thì trấn trạch là một trong những cái phương án mà vô cùng quan trọng, mà cũng không phải là tùy tiện các anh chị thực hiện nghi thức này đâu nhé, nên có cái sự tư vấn kỹ lưỡng từ phía chuyên gia cũng như là nên có cái sự tham mưu hướng dẫn từng bước để các anh chị có thể nắm được cách tốt nhất. Vô hình chung nếu chúng ta không biết mà chúng ta thực hiện theo cái lời khuyên mách bảo không thôi thì nó không phát huy công hiệu, thậm chí nó còn phản tác dụng. Do vậy rằng là để yên tâm nhất thì các anh chị hãy để Phong Tỷ Thái Nguyên chúng tôi tư vấn một cách kỹ lưỡng, thì đấy là điều vô cùng quan trọng. Các anh chị có thể gọi đến số 1900292 bấm nhanh số 2 để có thể được đội ngũ trợ lý Phong Tỷ Thái Nguyên dẫn, hoặc truy cập vào website Phong Tỷ Thái Nguyên thầyphongtythainguyen.com để đọc kỹ, nghiên cứu kỹ những cái phần hạng mục trong cái phần trấn trạch này, đấy là điều vô cùng quan trọng đối với các anh chị khi quan tâm đến việc làm nhà. Với cái phần hạng mục tiếp theo đó là mục thứ 8 trong bộ hồ sơ thủy này mà Phong Tỷ Thái Nguyên hướng đến, đó chính là cái phương án liên quan đến công trình ngầm, tức là bể phốt, bể nước đặt ở đâu và đường cấp thoát nước, tức là đường nước ra, đường nước vào như thế nào cũng vô cùng quan trọng. Rất là hài hước và cũng rất là có nhiều câu chuyện vui cười trong cái câu chuyện liên quan đến bố trí công trình ngầm này. Thực tế rất nhiều các anh chị tư duy một điều đó là có lẽ là phong thủy của ngôi nhà cũng chỉ nằm ở cái yếu tố là cái mặt bằng công năng như thế nào, tức là bố trí các cái phòng ban ra làm sao, xoay sở những cái tiểu cục, những cái đồ đạc như thế nào, nhưng không hề biết rằng là những cái mà phần trên bao gồm là 6 hạng mục trên, 7 hạng mục trên nó đều liên quan cốt yếu đến yếu tố phong thủy mà các anh chị không hề biết. Thì hạng mục thứ 8 tức là liên quan đến yếu tố về bố trí công trình ngầm, đường nước ra, đường nước vào đâu đó cũng chỉ là một trong những hạng mục phong thủy vô cùng quan trọng. Rất nhiều các anh chị không quan tâm đi điều này mà chỉ nhờ Phong Tỷ Thái Nguyên tư vấn
đến một cái bản vẽ thôi. Đấy, và cho đến khi mà triển khai thực hiện thi công cái ngôi nhà thì mới phát hiện ra một điều là đến khi mà thực hiện làm nhà rồi, đào móng thì cũng không biết là bây giờ đào cái bể phốt ở đâu, đào cái bể nước ở đâu, và người hàng xóm nói ra một câu, người này nói ra một câu, và thành ra là lo lắng suy nghĩ, rồi có khi vợ chồng cãi nhau chỉ vì mỗi cái bể phốt. Và lúc đó mới quay lại nhờ phòng tuyển viên tư vấn, thì cái điều này nó rất là bất cập, đúng không ạ? Điều này vô cùng bất cập. Và trên cái tinh thần như thế cũng rất nhiều các anh chị có những cái nhận thức nó chưa đủ đến cái yếu tố quan trọng về phong thủy ngôi nhà, và thông qua việc chúng tôi phải đưa ra lời khuyên chân thành, đưa ra cái việc hướng dẫn tỉ mỉ, thì các anh chị mới có thể ra quyết định rằng là thực hiện cái phần tư vấn liên quan đến các cái hạng mục, trong đó có cái hạng mục liên quan đến cái hệ thống công trình ngầm như thế này. Thì các anh chị biết một điều đó là sơn quả nhân đi và thủy thì quả tài, do đó là đây là những khẩu quyết quan trọng bậc nhất trong phong thủy. Do vậy cái đường cấp thoát nước, tức là yếu tố về thu sinh thủy đấy, hay là vượng thủy hay là xuất sát thủy để tăng thêm vượng khí tài lộc cho căn nhà như thế nào, đó là trong những kiến thức vô cùng quan trọng mà cái việc này các anh chị cũng có thể nghiên cứu được, nhưng mà Đức Trung cho rằng là các anh chị phải dành rất nhiều thời gian để mà học thuật phong thủy, để nghiên cứu cái kiến thức phong thủy thì mới biết được. Còn nếu không biết thì hãy nghe theo lời khuyên, hãy nghe theo cái yếu tố sự tư vấn và đưa ra các giải pháp trong bộ hồ sơ thủy, thì các anh chị có thể yên tâm nhất, tức là bể phốt đặt ở đâu, bể nước đặt đâu, đường nó ra đường nó vào như nào, nó đều được thể hiện rõ trong bộ hồ sơ thủy, tức là cái hạng mục như thế này. Tức là cái hạng mục như thế này, các anh chị thấy đối với bộ hồ sơ thủy này, các anh chị sẽ thấy là cái kia màu xanh và đường màu xanh ở đây đó chính là đường cấp nước vào, hai đường màu đỏ thích hay là cái bể màu đỏ, vị trí ô màu đỏ, tức là vị trí bể phốt và đường thoát nước ra, thì vị trí bể phốt, bể nước, đường nước ra, đường vào như thế nào, nó đều là những yếu tố vô cùng quan trọng. Như vậy các anh chị sẽ nhận được đó là gì? Nhận được đó là hướng nước vào, tức là thu thủy, hay là cái hướng nước ra, tức là xuất thủy như thế nào, rồi là cái vị trí đặt bể nước và vị trí đặt bể phốt, hay là cái việc chúng ta hóa giải cái uế khí ở trên bể phốt như nào, thì nó sẽ được thể hiện rất kỹ trong cái bộ hồ sơ như thế, kết hợp với yếu tố về tư vấn kỹ càng, hướng dẫn chi tiết của đội ngũ trợ lý, đội ngũ tư vấn, hay thậm chí trực tiếp là thầy đặc biệt sẽ hướng dẫn các anh chị một cách kỹ lưỡng, thì cái việc đó nó khiến cho các anh chị trở nên yên tâm hơn việc làm nhà, kể cả những cái tiểu tiết nhỏ nhất, những cái vấn đề cao siêu nhất thì cũng sẽ được chúng tôi hướng dẫn các anh chị trở nên dễ dàng hơn và thuần về kiến thức phổ thông, để các anh chị có thể hiểu rõ và yên tâm nhất. Quan trọng cái việc làm nhà từ đó mà các anh chị trở nên là yên tâm, bình an và cảm thấy mọi sự được thuận lợi, đúng không ạ? Tránh cái việc nó là chúng ta làm mà chấp vá những cái kiến thức, chấp vá những cái hạng mục, để rồi sau đó người ngoài nói một câu, người già, người nhà nói một câu, rồi là vợ chồng một cục không hòa hợp. Thì cái điều đấy là điều chúng tôi chưa bao giờ mong muốn đến, và các anh chị chắc không muốn mong đến, đúng không ạ? Do vậy để chi tiết thì các anh chị hãy tương tác chúng tôi nhiều hơn, hãy gọi đến số 1900292 bấm nhấn số 2 để được tư vấn, hay truy cập website thì phong thủy tâm viên .com để được tư vấn hỗ trợ, hoặc có thể đến trực tiếp văn phòng của phong thủy tâm viên tại phòng 510 và 34D ngoài đường Lý Cầu Giấy, Hà Nội để được tư vấn một cách kỹ lưỡng nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong chuỗi những video tiếp theo về tư vấn hồ sơ phong thủy.